Okay, chị ba mẹ nghe Hello, xin chào mọi người ạ. Hôm nay vô tình gặp chị hấp Yến. Chị Yến đi bán đồ ở nhà cô Sáu á, và nhờ chị Yến kể cho em nghe một cái chuyện tâm linh, mà nghe nói là chị nhiều chuyện tâm linh lắm phải không chị Yến? đúng rồi, em có rất nhiều chuyện tâm linh. Dạ, À, em xin mời. chào tất cả bạn bè trên cộng đồng mạng. Dạ. Xin chào bà Sáu, nhà của bà Sáu. Trước kia là ở tại nhà của bà Sáu, ở đây Dạ. là chưa có cái ngôi nhà này. Thì Yến ở tại Đắc Khánh, xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, là nhà của Yến tại Đắc Khánh, Phú An. Xong rồi Yến mới nằm mơ thấy một trong một giấc mơ của Dạ. Yến đó, là cái nền nhà này chưa có cái nhà của bà Sáu cắt lên tại nơi này. Là Yến mới nằm mơ thấy ở ngay nền nhà của Yến có một vị Phật đó. Nói đúng ra là vị Phật, cái đội cái mão gai đó, là ngồi chắp tay vậy nè, chắp tay vậy nhìn, rồi xong là trên mão gai mình đội nhìn cái hình là hình xi măng, chứ không có tô bất cứ được cái đồ gì ở trên người đó hết trơn á. Rồi xong rồi Yến mới nhìn thấy á, là cái ngay cái nền nhà của Yến ngày ngoài ngồi ngoài đường, Yến ngồi ngoài đường mà ngồi trên chiếc chiếu vàng đó. Khi Yến đứng lên á, là chiếc chiếu vàng đó nó bay lại tại nhà của bà Sáu, tại nhà này, tại ngôi nhà này. Bây giờ mọc lên tại ngôi nhà này là ở dưới nền nhà này có một chiếc chiếu vàng. Yến dám khẳng định như vậy, là 20 năm về trước là một cái tâm linh là Yến nhìn thấy là rõ ràng như vậy. Rồi xong rồi có rất là nhiều chuyện. Yến có một hôm á, là Yến ngồi tiếp khách, Yến chưa bán quán nhậu nha. Rồi Yến ngồi tiếp khách ở ngoài sau hè, Yến mới gặp ở dưới Đất Thánh có một vị thần, là đó là người ta kêu là bà chúa xứ. Yến là Thiên Chúa, Yến không tin bất cứ điều gì. Là Yến bên đạo Thiên Chúa mà Yến có nhìn thấy đất trời, người Phật trời, là từ dưới Đất Thánh bà bay lên, là bà hình tượng có bao cao thôi. Khi bà bay lên dài lên nó tới cái chỗ nhà, trước nhà Yến là bà sẽ cao lên, bự lên. Mà trên hình của bà đó là cái áo bà đoạn rất đẹp, xong rồi hay là tỉa coi như là giải như kim cương từ ở Đất Thánh mà giải lên tới con đoạn đường này là tỉa sáng ánh luôn. Rồi xong rồi Yến mới nhìn thấy trong bốn bốn đứa tiếp khách cho Yến, và bốn người đàn ông là nhậu chung trong đó. Xong Yến mới kêu ơi 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 bà đi kìa. Cái xong cái bắt đầu thì bốn người đó, tám người đó, chỉ có mình Yến với nhỏ bạn đó thấy thôi, chứ không ai nhìn thấy là cái bà Phật Quan Âm hay là bà chú xứ gì đó, mình cũng không hiểu nữa. Là mình thấy rõ ràng vậy, nhưng mà mình Thiên Chúa, mình chỉ có tin vào Chúa, nhưng mà mình thấy toàn là bên vị Phật không, thấy là toàn là vị Phật không, chứ mình không có nhìn thấy Chúa. Nhưng mình hứa với bà rằng là khi mình đã làm ăn được được việc thì mình sẽ nghỉ trong cái nghề bán quán nhậu đó. Là khi mình Yến đã thành công cắt nhà cắt cửa, xây nhà cửa đàng hoàng, Yến nghỉ bán nghề bán nhậu đó. Đó, tới ngày hôm nay là cũng là 20 năm rồi chứ không phải là ít. Rồi xong rồi á, mình nằm mơ thấy một giấc mơ, thấy một giấc mơ là đi đi qua bên bà chú xứ bển á, chở hai đứa con của mình đi qua bên bà chú xứ bển á. Xong cái bắt đầu á, con mình á mới nhìn thấy con mình, con nít nó đâu có biết gì đâu, không thấy, nó mẹ ơi cái bà đó mập thấy ghê. Nó bà trong từ hình tượng đi ra nha, bà chú xứ bển đó là chính xác, mình thấy rõ ràng từ hình tượng đi ra, dáng bà rất nhỏ nhắn rất đẹp, là nước da bả ngâm đen thùi lùi à, cái môi của bả đen thùi lùi à, tóc của bả nó dài tới đây nè, tới đây mà uống lọn 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 nha, Hoàng hay không? lọn luôn, lọn quấn lọn luôn, quấn lọn luôn mà dài xả tới đây nè. Cái bả ra bả dùng mình, bả ra bả gùng mình, bả nói bả mệt mỏi quá, bả ngồi lâu quá mệt mỏi quá, bả muốn kiếm 10 đứa con nít để đấm bóp cho bả. Ngồi cái tự nó lâu Thì lắm mà. ở dưới chân của bả là Yến thấy mỗi một chân là hai đứa con nít, là hai bên chân bả là bốn đứa con nít. Rồi cái này là con của mình, năm nay là nó chết cũng khoảng là mười là mấy 20 năm rồi đó các bạn. Xong rồi á là kể như mình mới mới nói là bà ơi con biết đấm bóp cho bà nè, để con đấm cho, làm con biết massage đấm bóp nè, để con bánh đấm cho bà. Rồi bà mới nói rằng là không, tôi tìm 10 đứa con nít đấm cho tôi, chứ tay tôi đụng vô bà không cho đó, Không chịu. bà không chịu tay tôi đụng vô đó. Bà kiếm 10 đứa con nít đúng y gan trong giấc mơ của tôi, thấy đúng 10 đứa con nít, bốn đứa con nít ở dưới chân của bà rồi ha. Rồi là từ sớm tôi ha, từ Mương Kinh mà chớp dài lên trên Mương Cả này đúng 6 người nữa là đúng 10 người, là từ đó tới sau là dứt điểm luôn, là 20 năm đổ trời về đây nè, là không người chết như vậy nữa. Con tôi bị điện giật chết nè, mà trước khi đó là tôi nằm mơ tôi đã thấy bả rồi,
mà bà không tha cho con tôi. Lúc đó chị có xin không? Xin, đi tới bà cầu xin. Dạ. Rồi qua giấc sáng mới nói với ông bà cô bác ở xóm đó, người ta mới biểu chở hai đứa nhỏ vô bà để mà xin bà để cho bà tha thứ. Thì chở hai đứa nhỏ vô, tới hai đứa con vô quỳ xuống, tôi đã bỏ vô trong cái thiệp trong cái hộp đó là của bà 100 ngàn, có 100 ngàn với lại một ấy cây, trái cây gì đó, vỏ trái cây. Tôi lên tôi cúng, bà ơi trong giấc mơ con thấy như vậy đó, bà tha cho con đi. Rồi tôi mới biểu con tôi quỳ xuống lại bà đi, trong giấc mơ mẹ con thấy con nói bà mập như vậy đó, thôi bà tha cho con đi. Xong con không biết gì đó, bả là quận đơn đó em biết không. Xong cái bắt đầu là bả quyết định không tha. Thì trong khi đó đó là tôi mới nói với bà ơi, giờ con của con vậy đó, rồi con thấy nằm mơ thấy vậy đó, để bà tha thứ cho con đi. Rồi xong mình cũng biết bà tha là hay không tha, nhưng mà trong người thật sự thật đã đến đó rồi, tôi cũng có kể với những người ở đó. Rồi người ở đó người ta mới ra làm sao á, ta đấm bóp cho bà, người ta cũng ra nghe lời tôi kể ra làm sao lưng bà, ta đấm bóp cho bà. Rồi xong cái đầu một tuần lễ sau là bà bắt con tôi đi. Nhưng mà chị Yến cho em hỏi là sao mà chị biết là bắt đúng 10 người ở khu của chị với khu vòng vòng? Khu vòng vòng đây là bắt chỉ có 6 người. Bởi vì bà nói là bà tìm 10 người để đấm bóp cho bà. Dạ. Thì xong khi 6 người đó là nữa là 4 người ở trong dân bà nữa là đúng 10 người là tôi thấy là chấm dứt. Hai con tôi chết, con của nhỏ đằng này chết là bị điện giật không trong giấc mơ tôi nghe. Rồi hai đứa gái với mương kinh chết điện giật, ông già nữa là ba là 6-7 người dài lên nữa, chưa kể nữa. Nó vậy. Giật không điện giật chết hết trong lúc đó là 20 năm về trì gì trước rồi đó. Trong khi đó là giật chết hết. Xong cái là tôi mới nói mình giấc mơ mình sao linh dữ ở trời. Rồi bắt đầu tôi mới nói nè. Rồi ngày đó là con tôi trong ngày nay là trong đêm nay qua ngày mai là con tôi chết đó. Yeah. Là trong đêm mai tôi gặp 4 thằng ăn cướp ám sát tôi. Nằm mơ thấy 4 thằng ăn cướp ám sát tôi mà sao nó cởi trần chuồng tôi hết, mà tôi la dữ lắm, tôi la bò dưới chân người ta không à, la dữ lắm mà sao dở cửa nhà tôi. Trước khi đó là tôi gặp là ông cậu tôi ông làm công an, ông bước vô nhà tôi tới trước, tới ông cậu tôi tới nữa là hai người cậu tôi, bắt đầu công an huyện ở dưới nó mới đánh chiếc xe đi lên là ở dừng bề trên nhà tôi ngay góc tôi nằm mơ tôi thấy rõ ràng như vậy luôn. Rồi công an xả xuống đó, thì khi con tôi á làm lúc đó đó tôi cũng có một tánh linh nha, tôi ngày đó sau tôi mua chôm chôm cho con tôi nguyên một chùm chôm chôm nữa, mà cá thì cũng mênh mông. Khi con tôi chết là tôi ăn cá là tôi ăn đồ ngon không chứ đồ dở tôi không ăn đó. Xong rồi á bắt đầu thì con tôi chỉ nghịch thôi. Rồi xong cái bắt đầu tôi biểu tính đi mua bịch xà bông cho mẹ gội đầu. Hồi đó thì bà Tẻn, bà Năm Trình ở trong đường cũ đó, bà mới nói là cái đầu kêu con tôi mua cho mẹ bịch xà bông gội đầu, mẹ ngứa đầu quá. Cái nó nói là thôi mẹ đi mua đi, con buồn ngủ quá, để cho con ngủ. Mà mình thấy mà hơn cái là con tôi hai đứa nha, đứa con gái thì nó ở dưới sông. Yeah. Còn thằng trai thì nó đi lên trên đường này, nó không khoan củi với chị nó dưới sông. Nó lên trên đường này, nó mới chơi cái vụ điện này, nó mới chết. Rồi con bà Năm Núi sát bên này nè, thằng nhỏ đó còn sống hiện nay, nhỏ còn sống có vợ con rồi đó. Là con tôi với thằng đó là cũng cùng nhau đó, cùng tuổi như đó. Xong rồi bắt đầu á, tôi mới kêu nó không đi mua, nó không đi mua, cái tôi mới đi ra, bước ra khỏi đường. Tôi ra khỏi nhà rồi, thì tôi thấy cái đó, tôi không muốn đi nữa, tôi ngứa đầu quá, tôi như quỷ dục vậy đó. Tôi mới đi ghiết vô cái đường cũ. Cái đường này đường mới, đường xã Phú An đường mới nha các bạn, còn đường ở ngoài đường cũ là ngoài đường sông. Xong tôi ghiết ra ngoài mua thì có cái bà Mười đó, bà già, bà lại nhà ngoại tôi chơi mà bà ngoại tôi cũng 80 mấy tuổi rồi. Bà lết lên nhà đó, chưa có đường lên nhà nữa, quay chở ga, tôi mua tôi quay chở ga. Tôi nói cái bà Mười có hỏi Yến đi đâu con, nói dạ con đi mua bịch xà bông gội đầu bà Mười ơi. Cái đi ra như quỷ sâu tôi vậy đó, đi giết về nhà thì giết ra ngoài đường này nè. Yeah. Lúc đây nhà bà Sáu chưa có nha, cái nhà này là nhà bà Sáu chưa có nha. Ra ngoài đường cái đầu gặp thằng nhỏ đó, nó bị điện giật hai cái tay của nó miết hết trơn rồi, nó giấu ở sau lưng vậy nè, nó giấu ở sau lưng vậy nè. Cái mình thấy dòm thấy thằng nó cũng kỳ lạ rồi, cái xong cái bắt đầu tôi mới chạy giết về nhà tôi. Nếu mà tôi không phát giác ra, tôi không coi như là tôi con người tôi mà không có ý là tôi chết cũng năm nay cũng 20 năm rồi đó. Xong bắt đầu tôi mới vô nhà cái tôi kêu, mới bước vô nhà tôi thấy lạnh chân rồi, tôi thấy kỳ cục à, thấy khác rồi. Tôi thấy khác rồi, tôi mới vừa bước vô nhà tôi thôi, tôi thấy nhà tôi khác rồi. Tôi kêu Tính Tuyết ơi, Tính Tuyết đâu rồi, con đâu rồi. Hên là có con nhỏ con Thí bà Phỉnh thằng này nè bà,
nó làm móng tay móng chân đó. Thì con thấy bốn người ăn cướp hồi đó con đeo vàng có khúc kìa nè, ở tại nơi này nè, mà nhà không có ai, chỉ có nhà con là ở ngoài đầu tiên. Xong rồi bắt đầu đường vắng lắm, không có ai chứ. Rồi xong cái bắt đầu á, con mới tính là làm móng tắm rửa sạch sẽ, làm móng tay móng chân, đặng con mới đi cắt vàng ra hết, con không đeo sợ ăn cướp ám sát con thiệt. Xong cái bắt đầu á, con đó nó mới vừa xuống cái đầu con về, con kêu tính tiếc ơi đâu mất tiêu hết rồi. Cái con mới vô cái buồng nhà con á, con mới lấy bộ đồ con tắm. Con có ý nha, con thấy cái chui điện của con gắn trên nhà con, tất cả là chui điện con đi hết, đường điện trong nhà con là con đi hết. Xong con thấy cái ổ điện này kỳ, con giật ra. Giật ra thì cái chui gớt nơi, cái dây gớt ngã nó mát đến nó giật chết nhỏ mát. Nó chết rồi thấy không? Thì chạy ra thì cái chui gớt nơi, cái dây gớt ngã nó mát điện đến cỡ đó rồi. Xong thì tôi chạy ra ngoài đường, chạy ra ngoài sao hè, thì tôi thấy con tôi nằm chết, con tôi bị điện giật chết. Bắt đầu tôi mới nói chết rồi, bắt đầu tôi mới bò, tôi giật cái dây điện ra rồi tôi mới bò xuống cầu thang. Thì tôi ôm con tôi lên là tôi la y trong giấc mơ, tôi la luôn. Tôi la y trong giấc mơ, tôi la luôn. Tôi la lên, tôi nói chết, mấy ông ơi cứu tôi, chết, mấy ông ơi cứu tôi. Thì người ta là chạy lại, người ta gặp con tôi vậy đó. Thì công an nó lên tới, lại tới, cậu tôi lại tới y gan, hai người đó bước vô nhà tôi chơi, vô trước y gan trong giấc mơ tôi thấy luôn. Rồi bắt đầu công an xã xuống tới nhà tôi luôn. Rồi công an huyện đánh chiếc xe là không có mui á, là lên tới nhà tôi luôn, là nhìn cái chỗ y trong giấc mơ tôi thấy luôn, là ngoài đường đằng này nè. Rồi mình kết thúc nhiều đó đi anh, chứ tâm linh tôi còn nhiều lắm đó. Tôi còn một cái chuyện rất là nhiều mà dài nữa. Mà toàn bộ tâm linh không, mà cái giác quan của tôi không biết lý do gì. Nhưng bà mà chị cho em hỏi là sao mà chị thấy chiếc chiếu vàng nó vô nhà bà Sáu, mà cái khu vực Phú An này là sao, theo như ý cá nhân của chị á? Theo như ý cá nhân của tôi là tôi thấy ở Phú An này có mảnh đất tâm linh có đó, nhưng mà họ chưa có khai thác được, họ không biết. Vì cái chiếu vàng nó nằm tại chỗ cái mảnh đất này, tôi thấy nó bay qua đây nè, nó đáp xuống tại nơi này là cái chiếu vàng sáng ánh luôn, cái chiếu nguyên chiếc chiếu vàng luôn mà. Xong rồi là chưa có cái nhà của bà Sáu cắt ở đây, rồi trong khi cái chiếu vàng nó bay nó nằm xuống đây thì cái nền nhà này nó mới mọc lên. Cái nền nhà mới học tại nơi này. Dạ, yeah, lúc trước chị Hiến thấy là cũng như là miếng đất còn trống, cô còn Sáu chưa cất nhà. Chưa. Dạ. Yeah. Mà bà Sáu chưa có mua cái nền nhà này nữa, chưa quyết định là chủ là của ai. Đó. Dạ. Yeah. Là chưa quyết định là cái chủ mua cái nền nhà này là của ai. Sau này là bà Sáu mới cắt lên cái biệt thự tại nơi cái chiếc chiếu vàng này, ở tại đây. Dạ. Yeah. Tại đây có cái chiếc chiếu vàng đó, tôi nằm mơ tôi thấy rõ ràng như vậy đó. Là trong một giấc mơ của mình là giờ là cũng 20 năm rồi, hơn 20 năm mình. Dạ. Chiếc chiếu vàng đó là trên 20 năm mình. Chứ dạ. Ừ. Vậy rồi. Chị nói còn nhiều vấn chuyện tâm linh lắm hả chị? Còn nhiều chuyện tâm linh lắm. Dạ. Mà mình kể cả ngày luôn. Kể cả ngày mà kể không hết chuyện. Dạ, vậy là nhà chị ở đâu? Nhà mình ở ngoài ngay chỗ đất Khánh Phú An, ngay chỗ lò sấy Út Hằng nè. Ở gần đây hả? Ừ, nay là sát bên nè. Dạ, vậy chị có rảnh không? Để chiều hay gì em ghé em kia chị chia sẻ em gia đếp được không? Được. Dạ. Được, không có gì hết. Dạ, ông xã không có cho không chị? Cho, không có sao hết. Ừ. Mình cái này có sao mình kể yên vậy cho người mọi người ta đều nghe. Đúng đều rồi, hiểu, người ta tin về đều tâm biết, linh. Người ta dạ. Tin về tâm linh. Không, cái này là tôi nói là bà có sự thật y gan như vậy đó. Cái lời tôi nói không bao giờ tôi nói dối đâu. Dạ. Ừ. Dạ. Vậy đó. Em cảm ơn chị Yến ha. Chị dạ. Yến kể cho em câu chuyện tâm linh rất hay ạ. À. Vậy chị cho em số điện thoại ha. Dạ. Dạ.